conference, 1 day, 2 days, 3 days sitting there is very tiring also. Tôi biết rất là mệt bởi vì nhiều lúc chúng tôi cũng đi dự hội nghị ngồi suốt 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày rất là mệt mỏi. Tôi biết cái điều đó. And sometimes when we are tired, the thing we need is rest really, just go and sleep. Và thực sự những lúc mà chúng ta mệt đó, thì cái điều chúng ta cần thực sự làm đó là đi nghỉ ngơi, đi ngủ ví dụ vậy. You remember Elijah? Chúng ta có nhớ ông Eli không ạ? Nhớ không ạ? He was so tired. Ông rất là mệt mỏi. He just got making rest and sleep and rest. Và thế là Chúa cho ông được nghỉ ngơi rồi ngủ nghỉ. Sometimes it is only that physically we are tired, but spiritually we can still be strong. Có lúc thì chúng ta mệt về phần xác nhưng mà có thể phần tâm linh của chúng ta rất là mạnh mẽ. Okay, just now before we went for lunch, the pastors read for us book of Jonah, the 4 chapters. Lúc này đó thì trước khi chúng ta nghỉ ăn trưa thì các vị mục sư có đọc cho chúng ta Jonah đoạn 1 đến đoạn số 4. Now you have to decide chapter 1, chapter 2, chapter 3 or chapter 4. You have to pick one chapter to prepare a sermon. Bây giờ thì quý vị phải chọn một trong 4 chương, chương 1, chương 2, chương 3 là chương số 4 để chúng ta chuẩn bị một bài giảng. Some of you are still not sure which chapter. Thực ra đó thì có người trong số quý vị vẫn chưa biết chắc chắn là phải chọn chương nào. What I can do is to give you some time to discuss together. Điều mà tôi có thể làm là cho quý vị một ít thời gian để có thể bàn với nhau. And when you discuss, it will be a way to help you to think through the sermon. Và khi mà chúng ta bàn luận với nhau đó thì đó là một cách để giúp quý vị và suy nghĩ một cách gọi là kỹ lưỡng về bài giảng. Because I want many of you to share. Bởi vì tôi muốn nhiều người trong quý vị chia sẻ. You prepare only 2 points or 3 points, you know, very short, maybe 5 minutes at least. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị 2 ý hay là 3 ý thôi và chúng ta chỉ trình bày trong vòng 5 phút thế thôi. It is not like a Sunday 45 minutes. Chứ không giống như ngày Chủ nhật chúng ta giảng 45 phút. But what I appreciate is when you come out and share, we say 1 minute, you really keep to 1 minute, very good. Điều mà tôi vô cùng là trân trọng khi mà chúng tôi yêu cầu quý vị chia sẻ trong 1 phút thì quý vị giảng đúng 1 phút xong đó quý vị xuống. Oh, let me say one more thing I forgot to say. Tôi quên mất một điều và tôi còn một điều nữa để nói với quý vị. When somebody ask you to preach, khi ai đó bảo quý vị đứng lên giảng, you must know how much time is expected for you to preach. Thì điều tối quan trọng chúng ta cần phải biết người ta muốn chúng ta giảng trong bao lâu. Different church is different. Mỗi hội thánh thì mỗi khác. This Sunday, I'm going to a place called Sembawang. The pastor asked me to go and preach there. Sembawang? In Singapore. Thì có một cái nơi ở tại Singapore đó thì có một mục sư có mời tôi đến để mà chia sẻ lời Chúa. So once a while other pastors ask me to go to their church and preach. Thì thoảng đó thì các mục sư khác cũng có mời tôi tới hội thánh của họ để mà giảng lời Chúa. I must find out where is the place. Thứ nhất tôi cần phải biết mình tới giảng ở chỗ nào. How long is the service? Và buổi nhóm của họ kéo dài bao lâu? How long is the preaching? Và sự giảng lần đó thì trong bao lâu? I have to ask them whether I need to wear tie or no need to wear tie. Tôi cần phải biết là tới đó thì mình cần phải đeo cà vạt hay là không cần phải đeo. Where I go, I will respect the local church. Cái nơi mà tôi đến đó, thì tôi phải tôn trọng hội thánh địa phương. If they say you should wear a tie, I will wear a tie. Nếu họ bảo là mục sư phải đeo cà vạt thì tôi phải đeo vô. But very important for me is how long you want me to preach. Nhưng mà đối với tôi, điều rất là quan trọng đó là quý vị muốn tôi giảng trong thời gian bao lâu. Every church service is different. Some is 1 hour and 15 minutes, some is 1 hour 30 minutes, some is 2 hours, it's different. Mỗi hội thánh thì mỗi khác, có hội thánh thì người ta nhóm trong vòng 1 giờ, có hội thánh thì 1 giờ 15 phút, có hội thánh thì 1 giờ rưỡi, có hội thánh người ta nhóm tới 2 giờ. So this Sunday the pastor tell me half an hour 30 minutes. Vì thế trong Chủ nhật này thì ông mục sư bảo tôi giảng trong thời gian 30 phút. No matter how good your sermon, dù bài giảng của chúng ta có hay thế nào đi chăng nữa, if the church every Sunday is half an hour, nếu hội thánh là mỗi Chủ nhật như vậy người ta nhóm trong vòng mỗi bài giảng như vậy trong vòng nửa tiếng đồng hồ. And I don't know, and I go there and preach 45 minutes, 50 minutes, all the people will be, they get very uncomfortable. Và nếu mà tôi tới đó mà tôi giảng một lèo 45 phút một tiếng đồng hồ thì chính sự của Chúa người ta thấy là khó chịu. It's not because they don't like your preaching. Vấn đề không phải là họ không thích sự giảng luận của quý vị. People go to church, I know 2 hours I will go off. Then if you go on and on, sometimes they are very uncomfortable. They are not listening to you. Bởi vì thường người ta có cái nhận thức sẵn rồi, họ biết là cái hội thánh có nhóm 2 giờ xong là đi về. Nhưng khi mình giảng lâu quá, nó kéo dài thời gian ra thì ra họ thấy khó chịu. So you must know.
Cho nên chúng ta cần phải biết. And then I will prepare my sermon. If my sermon is 1 hour, I will bring it down to half an hour. Vì thế, nếu mà tôi biết bài giảng của tôi thường là 1 tiếng đồng hồ đúng không ạ? Tôi phải cắt xuống còn nửa tiếng. This is a very simple, practical instruction that if we follow, it helps the people who are listening. Đây là cái sự hướng dẫn nó vô cùng là thực tiễn và rất là dễ hiểu cho chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta làm theo đó, thì dễ để cho chính sự của Chúa hoặc là nghe theo cái bài giảng. In fact, sometimes I tell you, certain of our sermons, if we cut short, it is sharper, it is more accurate. Và thực tế là như thế này, có một số bài giảng khi mà chúng ta cắt ngắn lại đó thì nó còn sắc bén hơn và chính xác hơn nữa. You know that? Quý vị có biết điều đó không ạ? Even in my own church, ngay cả trong chính hội thánh của tôi, we used to preach for 45 minutes to 1 hour. Chúng tôi thường giảng từ 45 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ. But some of the feedback to us is that sometimes the preaching is too long, the people cannot concentrate. Nhưng mà thường chúng tôi nhận những cái thông tin phản hồi và dân sự của Chúa nói rằng giảng hơi lâu cho nên dân sự của Chúa không có tập trung được. So we have over the years slowly reduced to 40 minutes. Vì thế và qua nhiều năm như vậy đó chúng tôi giảm từ xuống còn 40 phút thôi. 35 minutes sometimes. Đôi lúc thì giảm có 35 phút thôi. And some of them find that because it's shorter, we become more precise. What? You know, precise. Yes. Và dân sự của Chúa thì họ thấy rằng khi mà chúng tôi cắt ngắn cái thời gian lại đó thì chúng tôi càng chuẩn chính xác cái vấn đề hơn. Sometimes preacher tend to go on and you say the same point 2 times, 3 times. People nowadays think that it is very boring. Và thường thì chúng ta cứ nói vậy, nó cùng một cái vấn đề mà chúng ta nói vài lần như vậy. Cái dân sự Chúa thời nay người ta thấy cho nó chán lắm. So there is a slogan we say. Vì thế chúng tôi có một cái khẩu hiệu for the preacher. Chúng tôi nói cho những người giảng luận á. Preacher number one. After they ask him to preach á. Tức là gì? Sau khi họ mời chúng ta giảng. Number one. Đó là thứ nhất. Stand up. Thứ hai là gì? Thứ nhất là quý vị đứng lên. Number two. Thứ hai. Speak up. Quý vị nói lên. Number three. Và thứ ba. Shut up. Quý vị im mồm. Number four. Get out. Rồi thứ tư. Đi ra ngoài. So you must know how much time you are given. Tức là họ nói như vậy cho vui thôi, nhưng mà chúng ta cần phải biết chính xác cái thời gian chúng ta được cho phép để giảng. Not necessary that the longer you preach, 45 minutes, 15 minutes, 1 hour, you think is a better sermon. Not necessary. Vì lúc mình nghĩ mình giảng 45 phút, 1 tiếng hay là dài hơn nữa thì đó mới là một cái bài giảng tốt, không nhất thiết là như vậy. Okay, so sometimes a brief sermon you go to the point can be more powerful. Đôi lúc đó, một cái bài giảng rất là ngắn, chúng ta đi vô ngay cái trọng tâm của vấn đề ấy, thì nó rất là có sức mạnh. What is the average time of your service of your sermon here? Thường bài giảng của quý vị in this church, right? In this church, okay. Ở trong cái hội thánh của chúng ta và thánh giáo mới ở đây đó thì bình quân cái bài giảng của chúng ta kéo dài trong thời gian bao lâu ạ? Average. Trung bình. Bao nhiêu ạ? Hội thánh Áo Mút ở đây này không phải hội thánh địa phương nào, hội thánh Áo Mút này. 45 minutes. 45 phút. Okay, yeah. It varies from church to church, it varies from culture to culture. Tất nhiên cái này còn tùy thuộc những cái hội thánh khác nhau nữa và còn tùy thuộc những cái nền văn hóa khác nhau. Different denominations also have their time. Cũng tùy thuộc những cái hệ phái khác nhau nữa, họ có thời gian riêng. In the Catholic Church. Ở trong hội thánh Công giáo. In Singapore. Ở tại Singapore. About 15 to 20 minutes. Finish, must finish. Mấy cha đạo thì chỉ giảng khoảng 15 đến 20 phút thôi là xong. Definitely on must finish. Họ phải kết thúc. You go to China. Nếu chúng ta đi đến Trung Quốc, some places they expect you to preach from 10 a.m. until this evening 10 p.m. Thì có những chỗ đó người ta muốn quý vị phải giảng từ 10 giờ sáng tới khoảng giờ này mới được nghỉ. Thực sự là như vậy đó. Đi Hàn Quốc mới biết đó. In a Sunday service, it is. It's 1 hour preaching is okay, normal. Nếu mà ngày Chủ nhật đó thì giảng khoảng 1 tiếng đồng hồ đó là bình thường, là ok, là trung bình đó. But some places like a conference they expect you morning, afternoon, night. Nhưng mà một số chỗ đó, ví dụ như những cái hội nghị đó thì người ta muốn quý vị là giảng buổi sáng chưa đủ, buổi trưa phải giảng thêm buổi tối nữa, giảng liên tục, người ta thích như vậy. So if you go to China, if people invite you to China, you better ask them how long you want me to. Cho nên nếu quý vị có cơ hội đi qua Trung Quốc đó và người ta bảo quý vị giảng thì hãy hỏi là quý vị muốn tôi giảng trong bao lâu?
They expect a speaker, you go there, you can teach from Genesis, Revelation, everything you can preach and teach. Nếu quý vị là diễn giả và được mời đến đó thì họ muốn quý vị, họ mong chờ quý vị phải giảng từ sáng tới tối khải huyền. So it is different, that's all. Cho nên nó có một sự khác biệt. There are some places they are really hungry, they want to hear. Bởi vì có những nơi đó người ta rất là đói khát lời của Chúa, cho nên có thể giảng dài được. So you better know when China invite you. Cho nên khi mà người Hoa mời anh chị em tới giảng thì chúng ta phải biết cái đó. So my point is that you must know how much time you have. Điều mà tôi muốn nói là gì? Chúng ta cần biết mình có bao nhiêu thời gian. Okay, come back to Jonah. Rồi chúng ta trở lại ông Jonah. How many of you don't know which chapter you want to preach from? Bao nhiêu người trong quý vị đến giờ quý vị vẫn chưa biết là mình sẽ giảng cái đoạn nào? Đến giờ mình vẫn chưa biết mình chọn đoạn nào? Biết hết rồi đúng không? Everybody know actually chapter 1, 2 and 3 are quite straightforward. Thực ra đó thì đoạn 1, đoạn 2 với đoạn số 3 đó thì nó rất là trực diện. Chapter 4 is more interesting. Pastor Ken wants to preach chapter 4. I like it, I want to hear from him. Và một sư Ken thì muốn giảng là đoạn số 4 và đoạn số 4 thì nó lý thú hơn. Nhưng một sư Ken mà biết giảng đoạn số 4 rồi. I choose Jonah because the whole story is complete. Tôi... Yes, it is one whole story. Tôi chọn sách Jonah bởi vì câu chuyện của Jonah ở đó là nó gọi là được hoàn tất, nó có khởi đầu và nó có kết thúc. Okay, easy, straightforward. Rất là dễ và nó rất là trực diện. You can see God. Chúng ta có thể thấy Chúa Trời. You can see Jonah. Chúng ta có thể thấy ông Jonah. And you can see how Jonah responded correctly or incorrectly to God. Và chúng ta thấy cách đáp ứng của ông Jonah với Chúa đúng hay là không đúng. After Jonah, you look at yourself. Rồi sau khi ông Jonah đó, chúng ta coi bản thân. How we are like Jonah sometimes. Đôi khi đó chúng ta giống như ông Jonah đó, giống như thế nào? Okay, so now decision Bây giờ quý vị hãy quyết định. All those who want to preach from Jonah chapter 1, hands up or stand up. Bây giờ tất cả những vị nào giảng và số 1 xin mời quý vị cùng đứng lên. Stand up. Đứng lên nào. You must choose. Everybody must choose. Tất cả mọi người đều phải chọn hết, không có ai mà không được chọn hết. Come forward, come forward. Xin mời lên đây. Chapter 1, những người đoạn 1 xin mời lên hết trên nào. Những người còn lại chúng ta vỗ tay. Rồi, xin mời. Rồi, vỗ tay. Everybody must choose, Tất cả mọi người đều phải chọn hết. If not 1 is 2, if not 2 is 3, if not 3 is 4. Không phải đoạn 1 thì đoạn 2, đoạn 2 thì không, thì đoạn 3, đoạn 3 không, thì đoạn 4. Only 6 of them. Rồi, chỉ có 6 người giảm là số 1 thôi. Okay, thank you. Rồi, xin cảm ơn Chúa ở tại đây. Jonah chapter 2. Rồi, đoạn số 2. Không ai tốt được đâu, đừng lo. Hãy chơi kiểu này thôi. Cắt. Rồi, xin mời đoạn 2 lên kia, đứng kia. Đi sạch, đi sạch. Không có tốt được đi đâu hết, đã bảo rồi. Sao biết lại đoạn số 1 đâu? Hãy để cho anh thấy là sợ liền, thấy không? số 4 Thứ hai á, thứ hai. Chapter 4. Rồi, phía sau kia là số 4. Chương số 4. Không có ai ra ngoài nha, cửa là đóng lại rồi đó. All the rest chapter 3, right? Những người còn lại là đoạn số 3. Okay, chapter 3 come here. Chapter 3. Rồi, xin mời đoạn số 3 lên trên này. Chapter 3 here. Đoạn số 3 lên trên này. Lên hết đây. Rồi, xin mời. Qua đây. Rồi em chapter 3. Em đây. Em anh choose anyone. Yes. She can choose. Anh chị em đúng một tiếng đồng hồ. But divide into small group. Anh chị em sẽ chia thành các nhóm nhỏ. I think the best is 3 people. Và chúng ta sẽ chia thành then divide into 3 3 người. Một nhóm 3 người, tức là mỗi nhóm lớn như vậy chúng ta chia thành những nhóm nhỏ 3 người. Then you try to read through the whole 4 chapters first. Rồi, chúng ta tập trung. Chưa đâu. Chúng ta sẽ đọc từ chương 1 cho đến chương 4. Try to understand it. Cố gắng để hiểu được. And say, God, what are you teaching us? Và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Ngài muốn dạy dỗ chúng con điều gì?
We say we prepare, we pray. Pray together, pray and God help us. Chúng ta cầu nguyện để giúp đỡ chúng ta. Okay? Đúng không ạ? Take a while, pray together, three of you. Chúng ta hãy để một ít thời gian và ba người ở trong nhóm đó chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Then you read. Rồi sau đó chúng ta đọc. Then you pray. Rồi lại cầu nguyện. Then you read. Rồi lại đọc. Then you discuss. Rồi sau đó bàn luận với nhau. Help one another. Chúng ta giúp đỡ nhau. Okay? Đúng không ạ? Every small group, three people only. Mỗi nhóm nhỏ chúng ta chỉ có ba người thôi. 3, 3, 3. Here also divide 3, 3, 3. Rồi chia làm 3, 3, 3. 3, 3, 3. 2 to 3, never mind. 2 or 3. Nếu mà dư người thì hai người cũng được, không sao hết. Thiếu người thì hai người cũng được. Okay, you go to your place. Rồi. Thầy dùng quý vị chia ra đi. Go there. The whole, just now we read once already. If you need to read through the four chapters, but you prepare only your own chapter. Chúng ta nghe lại hướng dẫn một lần nữa này, lúc này. If you are not so ready, nếu mà chúng ta chưa có sẵn sàng lắm, cannot present very well, chưa có trình bày tốt, you will still have lunch tomorrow. Thì ngày mai đó quý vị sẽ được ăn cơm. If you are not so prepared, nếu quý vị chưa có chuẩn bị kỹ lắm, you don't present very well, và mình trình bày không có tốt, you will still have lunch tomorrow. Ngày mai quý vị vẫn được ăn trưa, đừng có lo. Okay, but I hope most important is to enjoy it. Nhưng mà tôi hy vọng điều quan trọng nhất là chúng ta vui thích làm cái điều này. Because this is God's word. Bởi vì đây là lời của Chúa. Written maybe about 3,000 years ago, one story of Jonah. Câu chuyện Jonah này được viết khoảng cách đây 3,000 năm. It's recorded there for a purpose. Và câu chuyện này được ghi lại vì có mục đích. Every Bible story is there for a purpose. Mỗi một câu chuyện ở trong Kinh Thánh đều có mục đích. And I believe 3,000 years ago is something we can still learn today. Và tôi tin một điều gì đó mà 3,000 năm trước chúng ta vẫn có thể học hỏi ngày hôm nay. This is the beauty and the power of God's word. Đây chính là vẻ đẹp cũng như quyền năng của lời Chúa. So take some time. Vì thế quý vị hãy để một ít thời gian. It. Chúng ta vui thích. Write down. Chúng ta viết xuống. Pray, chúng ta cầu nguyện. Ask God to show us. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa chỉ tỏ cho chúng ta. And I hope by tomorrow, each time you think back of Jonah, you have a better picture. Và hy vọng là cho đến ngày mai đó, mỗi lần mà chúng ta suy nghĩ về ông Jonah đó, chúng ta có một cái bức tranh là rõ hơn. Then ask yourself. Lúc đó chúng ta hãy hỏi bản thân mình. Jonah is like this. Ông Jonah như thế này. Am I sometimes like this? Và mình đôi khi cũng giống như thế này. Am I disobedient to God? Mình có không nghe lời Chúa không? I asked you the question yesterday. Ngày hôm qua đó tôi có đặt câu hỏi cho quý vị. If Jonah don't want to go to Nineveh, nếu Jonah không có muốn đi đến Nineveh, why don't God choose another prophet? Tại sao Chúa lại không có chọn một người tiên tri khác? I don't know. Tôi không có biết. There are times that God wants you to do something you are the person. Có những lúc khi mà Chúa muốn quý vị làm công việc gì đó thì quý vị đúng là người đó. Because God wants to teach us. Bởi vì Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. Because He loves us. Bởi vì Ngài yêu chúng ta. He don't want us to be like Jonah. Chúa không có muốn chúng ta giống như Jonah. Chúng ta ăn cá thì được chứ đừng để cá ăn chúng ta. Don't be like Jonah. Eaten by the fish, but we eat fish. We eat fish. Okay. Very good, very good. Yeah. God is God. Chúa là Chúa. God loves Nineveh. Chúa yêu
thành Ninive. God loves Jonah. Chúa yêu mến Jonah. The good news. Tin mừng. Because of Jonah. Đó là vì có ông Jonah. There are over 120,000 Ninevites in heaven. Nhờ ông mà 120,000 người dân thành Ninive ở trên thiên đàng. If Jonah disobeyed, nếu ông Jonah không vâng lời, this group of people from Ninevites are not in heaven. Thì nhóm người này từ thành Ninive họ không có ở thiên đàng. Because the gospel is going to be preached to all the world, all the races, all the tribes, all the people. Bởi vì phúc âm của Chúa phải được giảng ra cho khắp thế giới này, cho tất cả mọi chi tộc, mọi chi phái, mọi ngôn ngữ. And yeah. God loves these people. Và Đức Chúa Trời này yêu mến dân tộc này. Very wicked people. Ở dân tộc vô cùng là gian ác. Yet they can turn back to God. Nhưng mà họ có thể trở lại với Đức Chúa Trời. Because of Jonah. Vì có ông Jonah. And Jonah will have the reward. Và ông Jonah sẽ nhận được phần thưởng của mình. The joy of seeing this Ninevite in heaven. Niềm vui khi được nhìn thấy những người Ninive đó ở trên thiên đàng. Amen. Amen. His heart may be angry. Có thể lòng của ông giận lắm. But finally he will have the joy. Wow, when he see them all saved. Nhưng mà cuối cùng á, ông hưởng cái bông trái của mình khi thấy rằng tất cả những con người đó đều được cứu. About 100 years later, Nahum. Vào khoảng 100 năm sau đó, prophet Nahum. Tiên tri Nahum. Nahum. All the Ninevite people were destroyed. Tất cả người dân thành Ninive đã bị tiêu diệt after Jonah. 100 năm sau thời của ông Jonah. Because after 3 or 4 generations they become very wicked. Bởi vì sau 3 4 thế hệ đó họ trở nên vô cùng là gian ác. And they were all destroyed. Và tất cả dân thành đều đã bị tiêu diệt. In that period of time, Jonah's time. Cho nên chỉ có ở trong cái thời điểm của ông Jonah rồi. And God loves every person. Và Đức Chúa Trời yêu mến tất cả mọi người. That's the heart of God. Đó là tấm lòng của Đức Chúa Trời. God is a good God. Đức Chúa Trời là tốt lành. But remember, nhưng mà quý vị hãy nhớ, God is a righteous judge. Ngài là quan án công bình. Sin will be punished also. Tôi cũng sẽ bị xử. Yeah. Go home, enjoy it. Not go home. This evening, enjoy it. Go back and read the chapter and then put down your 1-2 points. That's all. Buổi chiều ngày hôm nay đó quý vị trở lại và ôn lại sách Jonah, chúng ta đưa ra một cái điểm hai điểm không sao. Tomorrow we have some time to share. Ngày mai đó thì chúng ta sẽ có thời gian để chia sẻ. And what you share, others will benefit. Những gì quý vị chia sẻ đó thì người khác cũng sẽ được ích lợi. Imagine. Quý vị hãy tưởng tượng. If every one of you bring one point. Nếu mỗi một người trong quý vị đưa ra một điểm about Jonah, về ông Jonah. Here we have 40 points, maybe 40 people. Thì ở đây chúng ta có, nếu mà 40 người là chúng ta có tới 40 ý lần. 40 points can make a good sermon. 40 ý là thành ra một cái bài giảng rất là hay. Đó là điều mà chúng ta muốn. You one point, your one point, or one point add together with 20 points, 30 points, that will make you a good sermon. Mỗi người, book of Jonah. Mỗi người một điểm, 30 người là 30 điểm. 20 người, 20 điểm. Thế là mình tạo thành một cái bài giảng rất là hay về cả sách Jonah rồi. Okay, go for your break. Rồi, bây giờ quý vị được đi ra. Come back 3:10. 3:10, okay? 3:10 chúng ta trở lại. 3:10, huh? Yes. Okay.